Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 5 tháng 5 năm 2023. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới cái nắng nóng 40 độ C. Sáng ngày 4 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta có buổi tập ở trên sân EDC nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đối đầu đội tuyển nữ Myanmar ở SEA Games 32 vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 5. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng Malaysia 3-0 tưng bừng cho trận ra quân hôm 3 tháng 5. Trong khi đó, Myanmar đã gây sốc khi đánh bại nhà đương kim vô địch Đông Nam Á và là đội bóng giành quyền tham dự World Cup, đó là Philippines, với tỷ số tối thiểu 1-0. Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Myanmar vào ngày 6 tháng 5. Theo đó, 8 trên 11 cầu thủ đá chính ở trận gặp Malaysia chỉ tập nhẹ nhàng thả lỏng. Các thủ còn lại phải tập luyện bình thường dưới cái nắng 40 độ C ở Campuchia. Cầu thủ Việt Nam xả hơi sau chiến thắng trước Singapore. Cũng trong ngày hôm qua, một ngày sau khi đánh bại cao thủ U22 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã cho cao thủ thả lỏng rồi thư giãn ở hồ bơi thay vì tập luyện chuyên môn. Sau khi được nghỉ ngơi thoải mái, đến buổi trưa cao thủ của U22 Việt Nam tập gym ngay tại khách sạn Phnom Penh. Bầu không khí trong đội tuyển hiện tại rất lạc quan và vui vẻ. Sau khi lần lượt đánh bại Lào và Singapore, U22 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu với 6 điểm trọn vẹn. Dù chưa đạt yêu cầu về mặt lối chơi, huấn luyện viên Philippe Chuzier cho rằng thành tích toàn thắng giúp cao trò của ông cởi bỏ nhiều áp lực, tự tin hơn, hướng tới những trận đấu trước các đối thủ vô cùng khó nhằn phía trước, đó là Malaysia và Thái Lan. Vũ Tiến Long là người đã phản lưới nhà trong trận thắng 3-1 trước cao thủ Singapore. Sau trận, anh được đích thân huấn luyện viên Chuzier thị phạm hướng dẫn lại cách để phá bóng, đồng thời là công tác tư tưởng để nhanh chóng quên đi sai sót và tập trung cao nhất cho trận đấu tiếp theo. Sau bài tập gym, cao thủ đã xuống thả lỏng ở hồ bơi. Huấn luyện viên Chuzier không tắm cùng mà ngồi trên quan sát. Từ khi nhận chức, nhà cầm quân người Pháp đã cho cao thủ triển khai lối chơi theo kiểu kiểm soát bóng thay vì đá phòng ngự phản công như trước. Qua hai trận đấu ở SEA Games, ông cho rằng cao thủ đã tự tin hơn cho việc cầm bóng để triển khai lối chơi, nhưng rõ ràng là cần thời gian để thực sự thích nghi và thi đấu mượt mà theo triết lý mà ông mong muốn. Huấn luyện viên Philippe Chuzier chấp nhận việc có thể sẽ phải trả giá trong quãng thời gian sắp tới khi theo đuổi lối chơi này. U22 Việt Nam nghỉ ở loạt trận thứ 3 bảng B. Hai lượt cuối chúng ta sẽ gặp Malaysia vào ngày 8 tháng 5 và đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày 11 tháng 5. Indonesia đại thắng Myanmar ở SEA Games. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia tiếp tục thể hiện vị thế ứng viên cho danh hiệu huy chương vàng SEA Games 32 với trận thắng đậm thứ 2 liên tiếp mà không để thủng lưới. Giống như ngày ra quân, tiền vệ 19 tuổi Ferdinand lại tỏa sáng với tuyệt phẩm mở tỷ số. Trong khi đó, tiền đạo Sanata đã lập cú đúp, còn tiền vệ Rahman và Titan cũng ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 5 sao. Không được đánh giá cao, nhưng Myanmar lại tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho trận đấu khi mà tiền đạo Oaka Naing đã đỡ bóng từ đường chuyền dài, còn trung vệ Ferry trượt ngã. Trung phong của Myanmar đối mặt với thủ môn, nhưng cú sút của anh lại không đủ hiểm và bị Hernando đẩy ra. Kể từ đó, Indonesia như bừng tỉnh và liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở. Nút thắt của trận đấu đã được Ferdinand gỡ bỏ phút thứ 20. Từ một tình huống hậu vệ Myanmar đánh đầu phá ra, Ferdinand bên phía Indonesia đỡ bóng rồi vuốt bóng rất đẹp từ cự ly 25m về góc gần tầm cao, hạ gục thủ môn của đối thủ. Ferdinand ở tuổi 19 là thành viên trẻ nhất của U22 Indonesia tại SEA Games năm nay, nhưng tiền vệ này đã chiếm vị trí quan trọng trên đội tuyển và anh một lần nữa chứng tỏ được năng lực của mình trước cao thủ U22 Myanmar. Phút thứ 29, Marcelino Ferdinand dê bóng qua hai cầu thủ đối phương vào khu vực cấm địa rồi bị phạm lỗi giúp Indonesia hưởng phạt đền. Và tiền đạo Sanata đã sút 10m về góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0 khi mà thủ môn của Myanmar đổ người ở hướng ngược lại. Cách biệt hai bàn là quá đủ để thầy trò huấn luyện viên Siafri yên tâm, nhưng họ vẫn chưa dừng lại đó. Khi phút 60, hậu vệ Myanmar tiếp tục xử lý lỗi để bóng rơi về phía Sanata trong khu vực cấm địa bên phải. Tiền đạo 21 tuổi ngoặt bóng về chân trái rồi sút căng vào góc gần từ cự ly khoảng 15m. Thủ môn của Myanmar bay người nhưng không kịp chạm vào bóng, chứng kiến đối thủ lập cú đúp. Giống như Marcelino thì tiền đạo 21 tuổi này cũng đang chơi nhiều trận cho đội tuyển Indonesia. Myanmar vỡ trận, thủng lưới thêm 2 bàn thắng nữa ở những phút còn lại. Sau hai trận đấu thì Indonesia toàn thắng, ghi đến 8 bàn, không để thủng lưới bàn nào. Cục diện bảng A cho thấy họ và Campuchia đang tranh nhau hai vị trí dẫn đầu. Ở lượt trận thứ tư ngày 7 tháng 5, Indonesia sẽ gặp Timor Leste và đây là cơ hội thực sự để họ giành tấm vé sớm vào bán kết. Thắng sốc Philippines, U22 Timor Leste tạo cơn địa chấn tại SEA Games 32. U22 Đông Timor đã có chiến thắng 3-0 thực sự bất ngờ và sốc trước đối thủ U22 Philippines ở lượt trận thứ 3 SEA Games 32 cho sự ngỡ ngàng của nhiều cổ động viên tại Đông Nam Á.
Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cao thủ áo trắng đã trình diễn một lối chơi tấn công vô cùng mãn nhãn và quyến rũ. Họ áp đảo thế trận với hàng loạt những pha phối hợp đẹp mắt, thêu hoa diệt gấm. Bàn thắng từ đó đã đến rất sớm với cao thủ U22 Đông Timor khi ở phút thứ 14, lưới của Philippines đã rung lên. Từ một pha phối hợp ăn ý, đội trưởng Jong đã chuyền bóng cho Mujinho. Số 10 bên phía Timor Leste đã tung ra cú dứt điểm, đánh bại hoàn toàn thủ môn của U22 Philippines trong tình huống 1-1. Sau khi còn thắng dẫn trước, các thủ Đông Timor hoàn toàn áp đảo thế trận. Lợi thế đến nhiều hơn khi cầu thủ của Philippines đã đen lại còn lắm lồng, nhận thẻ đỏ và đội bóng này chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Sang tới hiệp thi đấu thứ hai, Timor Leste tiếp tục thể hiện một lối chơi tấn công đẹp mắt mà không bị đuối sức. Sau hàng loạt những pha bỏ lỡ đáng tiếc đến từ Mujinho, Genivio, U22 Timor Leste đã hoàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 52 do công của số 17 Luis. Đáng nói, trong hiệp thi đấu thứ hai, U22 Timor Leste là đội kiểm soát hoàn toàn bóng trên sân. Trong khi đó, đội bóng áo xanh không thể tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào tới khung thành của đối phương. Phút 88, đội áo trắng tiếp tục hoàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 từ pha dứt điểm góc trái của Elias. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, Timor Leste đã có được chiến thắng đầu tiên ở SEA Games 32, một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Trong khi đó, trận đấu cuối cùng, Timor Leste sẽ phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng là U22 Indonesia. Sau đây xin được tiếp tục bản tin Việt Nam Sport và những tin tức khác thưa quý vị. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược Thái Lan. Sau khi có cùng chiến thắng ở lượt trận ra quân, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đối đầu với đại kình địch Thái Lan ở lượt trận thứ hai. Đây được xem là trận chung kết của bảng B bởi đội giành chiến thắng có cơ hội quá lớn đứng nhất bảng và nhiều khả năng sẽ tránh được đương kim vô địch Indonesia ở bán kết. Hai đội nhập cuộc với quyết tâm và khát khao cực kỳ lớn. Cao thủ đến từ Thái Lan nhanh chóng thể hiện sức mạnh tốt hơn khi liên tiếp giành điểm. Có thời điểm họ đã hơn đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tới 5 điểm. Tuy nhiên, cao trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền cũng rất nỗ lực để bám đuổi, thu hẹp khoảng cách rồi quân bình tỷ số 11-11. Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã chơi tốt, liên tục vươn lên dẫn trước. Thái Lan cũng bám đuổi quyết liệt, quân bình tỷ số 22-22. Dẫu vậy, các cầu thủ Thái Lan mắc sai lầm lớn ở thời điểm then chốt khi phát bóng không qua lưới, mở ra cơ hội cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiến tới chiến thắng 25-23 ở set đầu tiên. Ở set thứ hai, những phút đầu hai đội bám đuổi quyết liệt, nhưng dần dà theo thời gian, khoảng cách về mặt đẳng cấp và trình độ được Thái Lan nới rộng. Sau đó thì đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 2-17 để quân bình tỷ số trận đấu chung cuộc là 1-1. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục ở vào thế bám đuổi trong set 3. Tuy nhiên, Thái Lan đã không thể dễ dàng bứt phá. Bị dẫn 24-20, cao trò huấn luyện Trần Đình Tiền đã gây ấn tượng cho giai đoạn cuối khi cứu set 3, set points liên tiếp 24-23. Đáng tiếc là Dương Văn Tiên lại không thể phát bóng qua lưới và cuối cùng để đối thủ thắng với tỷ số là 25-23. Áp lực lớn đè nặng lên đội tuyển ở set thứ 4, nhưng các vận động viên đã chơi tốt, bám đuổi đối thủ tốt. Khi tỷ số là 24-23, Quốc Duy thực hiện cú đập bóng không thắng được các tay chắn bên phía Thái Lan. Có đó đối phương đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-23, kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.